Kính thưa quý vị và các bạn, đoạn clip của một nữ Việt kiều Ba Lan về nước trốn dịch gây náo loạn ở sân bay cũng như chê bánh mì đã khiến cộng đồng mạng nổi giận và mới đây một số nghệ sĩ đã lên tiếng chỉ trích. Chiều ngày 17 tháng 3, đoạn clip ghi lại một nhóm người Việt từ châu Âu về Việt Nam để tránh dịch đã gây ầm ĩ tại sân bay Nội Bài vì phải đợi xe đón đi cách ly khá lâu. Chưa dừng lại ở đó, một người phụ nữ trong nhóm người này đã đưa ra rất nhiều yêu sách hay thậm chí lên tiếng chê bai bánh mì mà nhân viên sân bay mang đến để phục vụ. Chỉ trong một thời gian ngắn, đoạn clip đã được truyền tay nhau một cách chóng mặt cũng như xuất hiện rất nhiều trên nhiều trang báo lớn nhỏ. Trước sự việc của một nữ Việt kiều người Ba Lan đã khiến cư dân mạng bức xúc, không những vậy, những nghệ sĩ tên tuổi cũng bức xúc trước thái độ thái quá của người phụ nữ này. Nam ca sĩ Vũ Hà tức giận miệt thị người phụ nữ đã làm ầm ĩ tại sân bay. Tổ sư con nấm lùn, đã ăn mày còn đòi ăn xôi gấc. Cả nước và dân Việt Nam đang gồng mình lên để chống dịch, mệt muốn ná thở rồi. Giờ thêm mấy anh mấy chị sống ở nước ngoài chạy trốn dịch, quay về nước khi nghe tin Việt Nam chữa bệnh corona miễn phí. Làm ơn về tới thì nghe lời chỉ dẫn của những người có thẩm quyền để được chữa khám và cách ly đúng cách. Đừng ích kỷ và chê ỏng chê eo khi không vừa ý mình. Coi xong clip mà em muốn lôi con nấm lùn này nhốt vô thùng ghê, tiên sư con hâm. Trên trang Facebook cá nhân của mình, ca sĩ Khắc Việt cũng viết: ở quê em làm nông, sang nước ngoài em làm neo, em thành Việt kiều. Sang Tây mấy năm, em chê đồ ăn Việt Nam độc hại, khí hậu ô nhiễm ở thế này không thở được, con người không văn minh, y tế sao bằng được nước ngoài. Dịch đến cả thế giới, bên Tây thì em chả biết gọi số nào để kiểm tra y tế. Nếu có bị thì cũng sợ không dám báo vì chữa đắt quá. Bên ta thì chữa chả mất tiền, ho một cái có người đến bế luôn, đi chăm luôn. Đồ ăn chả sợ thiếu, nhiều quá còn đang phải đi giải cứu đây này. Thế là em mò về tổ quốc, để nhỡ có bị sao thì rút cho an toàn. Ngày đi phải nhớ đến ngày về. Câu chuyện luyên thuyên nhưng lại là câu chuyện thật. Tổ quốc luôn chào đón những điều tử tế, những việc làm tử tế, những con người tử tế vẫn luôn hiện diện tại đất nước nhỏ bé nhưng đất phi thường và vẫn luôn đầy tình người này. Đừng làm tự nhục nó nữa. Nam ca sĩ Nguyên Vũ cũng lên tiếng đề nghị người từ nước ngoài vào Việt Nam nghiêm chỉnh chấp hành việc cách ly theo sự hướng dẫn và sắp xếp của người có nhiệm vụ. Những ai đòi cách ly phải được ăn ngon sung sướng thì cơ quan quản lý cứ cho họ tội nguyện và tính chi phí thật cao, không cần nhân nhượng với thể loại này. Để xung vào công quỹ lo cho những người đồng ý cách ly với chế độ theo quy định và lo cho bệnh nhân nhiễm COVID khác, được đem bánh mì và nước miễn phí, đến tận miệng còn chê tới chê lui. Làm ơn dẹp cái tôi qua một bên, vì cái khó chung của quốc gia đi. Vũ là người của công chúng, muốn giữ hình ảnh không muốn nói, nhưng mấy thành phần này thật không thể không khẩu nghiệp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.